Sân trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, Thuận Nam, Ninh Thuận, những ngày đầu tháng 4 năm 2022, lại vang lên âm thanh Mã La quen thuộc của đồng bào dân tộc Rắc Lây. Từ năm học 2013-2014, nhiều thầy cô nhận thấy nghệ thuật âm nhạc của người Rắc Lây có nguy cơ bị mai một, nên đã thể hiện quyết tâm trong công tác giữ gìn bảo tồn. Gần 10 năm triển khai đưa nhạc cụ Mã La vào các tiết học ngoại khóa, không chỉ tạo nên nét mới trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Rắc Lây, mà còn tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh. Hiện trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Phước Hà có 4 chiếc Mã La do Quỹ hỗ trợ bảo tồn nghệ thuật văn hóa dân gian thuộc Trung tâm trao đổi giáo dục với Việt Nam tại Hà Nội tài trợ. Ngoài trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Phước Hà, thì hiện nay có khoảng 10 trường học bán trú và nội trú của huyện Bắc Ái cũng đưa nhạc cụ Mã La vào các tiết học ngoại khóa. Nhờ đó tạo sự hứng khởi cho học sinh khi tự chủ động tìm hiểu và học hỏi về văn hóa truyền thống dân tộc Rắc Lây.